các bạn thân mến, có hai loại môi giới ngoại hối chính, Dealing Desk và Non-Dealing Desk. Sàn Forex Dealing Desk còn được gọi là Market Maker, nhà tạo lập thị trường. Còn Non-Dealing Desk có thể chia thành, nhà môi giới đóng vai trò chuyển tiếp, STP, và mạng lưới giao dịch điện tử, ECN cộng STP. Các nhà môi giới ngoại hối hoạt động thông qua các nhà môi giới Dealing Desk kiếm tiền thông qua chênh lệch giá mua bán và cung cấp thanh khoản cho khách hàng của họ. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp cả báo giá bán và mua, có nghĩa là họ đang thực hiện cả lệnh mua và bán của khách hàng, họ không quan tâm với các quyết định của một nhà giao dịch cá nhân. Vì các nhà tạo lập thị trường kiểm soát giá mà các lệnh được thực hiện, điều này cũng rất ít rủi ro để họ thiết lập các mức chênh lệch cố định. Ngoài ra, khách hàng của các nhà tạo lập thị trường không nhìn thấy lãi suất thị trường liên ngân hàng thực sự. Nhưng đừng sợ hãi, vì sự cạnh tranh giữa các nhà môi giới rất gay gắt. Hãy lưu ý rằng các nhà môi giới ngoại hối khác nhau có chính sách quản lý rủi ro khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra với nhà môi giới của riêng bạn về vấn đề này. Tiếp theo, các nhà môi giới Non-Dealing Desk không chuyển các lệnh giao dịch của khách hàng qua các bàn giao dịch. Điều này có nghĩa là họ không nhận giao dịch đối ngược của khách hàng của mình khi họ giao dịch với nhau, vì họ chỉ đơn giản là liên kết hai bên với nhau. Họ có thể tính một khoản hoa hồng rất nhỏ cho giao dịch hoặc chỉ cần tăng giá bằng cách tăng mức chênh lệch một chút. Nhà môi giới Non-Dealing Desk có thể là STP hoặc STP cộng ECN. Các nhà môi giới ngoại hối có hệ thống STP dẫn đường các lệnh giao dịch của khách hàng của họ trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản, những người có quyền truy cập vào thị trường liên ngân hàng. Các nhà môi giới NDD STP thường có nhiều nhà cung cấp thanh khoản, họ cung cấp chênh lệch giá mua và bán riêng. Nhà môi giới của bạn không phải là người điều hành một tổ chức từ thiện. Để bù đắp cho những rắc rối của họ, nhà môi giới của bạn thêm vào chênh lệch giá mua bán. Giá mua bán thay đổi cũng là lý do tại sao hầu hết các nhà môi giới STP có chênh lệch biến đổi. Nếu chênh lệch của các nhà cung cấp thanh khoản của họ mở rộng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng chênh lệch của họ. Mặt khác, các nhà môi giới ngoại hối ECN thực sự cho phép các lệnh giao dịch của khách hàng của họ tương tác với các lệnh giao dịch của những người tham gia khác trong ECN. Về bản chất, những người tham gia giao dịch với nhau bằng cách đưa ra giá mua bán tốt nhất. ECN cũng cho phép khách hàng của họ nhìn thấy độ sâu của thị trường. Độ sâu của thị trường hiển thị nơi có lệnh mua và bán của những người tham gia thị trường khác. Vì bản chất ECN rất khó để tăng giá cố định nên các nhà môi giới ECN thường được bồi thường thông qua một cam kết nhỏ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công!